Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý hàng thân mến. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2023 các bác ạ. Và tại cái cửa hàng của Hoàng Anh Tiến ngày hôm nay thì em lại lên sóng một tấm chiếu cẩm hồng kích thước vừa tầm mà giá thành lại vừa tiền các bác nhé. Và trước mặt em là một tấm chiếu cẩm hồng có kích thước như sau: chiều dài là 3m19, chiều dài là 3m19, rộng gốc là 2m, rộng ngọn là 1m85 và có độ dày là 20cm các bác ạ. Tấm chiếu này thì bên em mới được hoàn thiện xong và đang có mặt tại showroom trưng bày của Hoàng Anh Tiến rồi. Bác nào quan tâm có thể ghé qua, là cơ sở là nằm ngay khu vực đường tránh thành phố, ngay chân cầu Sông Tàu, khu vực Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác nhá. Và ngoài những cái mặt hàng hoàn thiện ra thì bên em cũng có rất là nhiều mặt hàng gỗ thô đang được dựng phơi. Các bác có thể mua gỗ hoàn thiện cũng được, mà mua gỗ thô nên bên em đều có đầy đủ các mặt hàng để đáp ứng cho toàn thể các bác nhé. Đây, tấm chiếu cẩm hồng ngày hôm nay chuẩn là một tấm hàng cật bìa sa tâm này. Chuẩn là một tấm hàng cật bìa rất là sa tâm luôn này. Các bác nhìn đầu gỗ giúp em này. Đây, nhìn cái đầu gỗ là biết ngay là một tấm cẩm hồng hàng bắp bìa, hàng bắp rất là sa tâm. Và với nét đẹp nguyên thủy, hai bên thì cạnh sườn đang còn phe bìa cạnh dưới nhưng mà phe rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Cái độ phe bìa rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy. Nó phe không bị nhiều mà phe rất là nhẹ. Độ phe rất là nhẹ. Nói về dòng cẩm hồng thị trường thì đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là chiếu, mà thứ hai là bàn ghế sofa K3 và các cái vật dụng sử dụng đồ gỗ trong gia đình. Thì bây giờ được lựa chọn cái dòng gỗ cẩm hồng rất là nhiều. Thứ nhất là có cái độ bền cơ học cao, là độ rắn, nặng, chắc, ngang, lim. Và thứ hai là tông màu của nó rất là sáng. Và thứ ba là độ vân của nó rất là đẹp các bác ạ. Và nói về dòng cẩm hồng thì chất nó rất là rắn, rất là đẹp và tông gỗ rất là mịn màng. Và riêng tấm chiếu này thì giá thành thì rất là hợp lý cho các bác thôi. Tài chính dưới 100 triệu có thể bế ngay tấm chiếu cẩm hồng này về rồi. Nên bác nào chi mưng hãy nhanh tay liên hệ đến các số hotline sau: 0977999000 hoặc 0931392777. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.